Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được đảm bảo nhờ của cải đâu." Của cải vững chắc. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử Huỳnh Thị Huyền Như cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng. Trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu nói: "Người phú hộ là ngu dại, bởi ông đã cố gắng tích lũy thật nhiều của cải, nhưng lại không biết rằng sau khi chết, ông không thể mang những thứ đó theo được." Cuộc sống mưu sinh dễ khiến chúng ta thành người ngu dại khi cố gắng tìm kiếm miếng cơm manh áo, để rồi phạm tội, gian dối và đánh mất sự sống đời đời. Vì thế, Đức Giêsu dạy chúng ta đừng cố tìm sự an toàn nơi của cải vật chất, mà nên biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa, bởi những kẻ lo làm giàu trước mặt thiên hạ thì sẽ giống như ông phú hộ trên đây. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng của cải vật chất có thể đảm bảo cho chúng con sự sống đời này, nhưng để có một cuộc sống mai hậu tốt đẹp thì cần phải có một tâm hồn quảng đại để yêu thương và chia sẻ. Amen.